Kính chào quý vị và các bạn. Trong bản tin thời sự ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị, bệnh nhân tử vong do COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh nữ nhiều hơn nam, chiếm 86,5% trên 50 tuổi. Tính đến hết ngày hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh có 17.263 người tử vong vì COVID-19, chiếm 74% tỷ lệ tử vong cả nước, trong đó có 38 trẻ em và 62 phụ nữ có thai. Chiều hôm nay, tại họp báo thông tin về lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh, số người tử vong vì COVID-19 được công bố. Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, số tử vong cả nước vì COVID-19 đến tối hôm nay là 23.270 người, trong đó thành phố Hồ Chí Minh chiếm 74% trên tổng số tử vong của cả nước với 17.263 người tử vong. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, chia tỷ lệ tử vong vì COVID-19 theo giới tính thì nam tử vong thấp hơn nữ, nam chiếm 41,5% và nữ chiếm 58,5%. Lứa tuổi từ 50 tuổi trở lên tử vong chiếm 86,5% tổng số người tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, từ 45 đến 49 tuổi chiếm 5%, 50 đến 54 tuổi chiếm chiếm 7,8%, 55 đến 59 tuổi chiếm 11,6%, 60 đến 64 tuổi là 14,8%, trên 65 chiếm tỷ lệ cao nhất là 52,8%. Trong đó có 38 trẻ em, 62 phụ nữ có thai mắc vì COVID-19. Trong tổng số người tử vong vì COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh thì lĩnh vực y tế có 3 nhân viên y tế qua đời, trong đó có một bác sĩ và một điều dưỡng mất do lây nhiễm trong quá trình chăm sóc bệnh nhân và một người mất do lây nhiễm từ cộng đồng. Đợt dịch COVID-19 vừa qua có lẽ là quãng thời gian thành phố Hồ Chí Minh có số lượng đồng bào tử vong cao như vậy kể từ khi thành phố mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì thế, một lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh tử vong trong đại dịch sẽ được tổ chức vào tối ngày 19 tháng 11 ở hội trường Thống Nhất thành phố Thủ Đức, các quận, huyện và đầu cầu ở Hà Nội tại công viên Thống Nhất. Thưa quý vị, sau đây là tình hình COVID-19 trên toàn thế giới vào ngày 18 tháng 11. Mỹ có kế hoạch đầu tư hàng tỷ USD mở rộng năng lực sản xuất vaccine COVID-19 để tăng nguồn cung trên toàn cầu. Bị bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín và làm việc từ xa để ngăn dịch lan rộng. Đức họp khẩn bằng cách ngăn dịch lây lan. Theo báo Guardian, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tính đầu tư hàng tỷ USD thúc đẩy sản xuất vaccine tại nước này để sản xuất ít nhất 1 tỷ liều mỗi năm. Nỗ lực của Washington nhằm tăng nguồn cung vaccine COVID-19 cho các nước nghèo hơn, đồng thời nhằm ngăn chặn đại dịch trong tương lai. Theo hãng tin Reuters, quá trình sản xuất các vaccine công nghệ Moderna sẽ bắt đầu vào nửa cuối năm 2022. Tại châu Âu, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết tình hình dịch bệnh tại nước này đang rất là gay cấn, đồng thời kêu gọi đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm chủng trước cuộc họp với các lãnh đạo liên bang và khu vực nhằm thống nhất các biện pháp kiểm soát được dịch bùng thứ tư ở Đức. Ngày hôm nay, Đức ghi nhận là 52.826 ca mắc mới trong 24 giờ qua, tăng 1/3 so với tuần trước đó và là mức tăng theo ngày cao nhất từ đầu dịch. Cùng ngày, nước này cũng đã ghi nhận 294 ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết lên vì dịch bệnh trên cả nước lên gần 99.000 người. Hãng tin Reuters dẫn nội dung dự thảo tài liệu cuộc họp trên cho biết, Đức sẽ yêu cầu người dân trình bằng chứng tiêm chủng hoặc đã bình phục COVID-19 hay giấy xét nghiệm âm tính khi tham gia giao thông công cộng và tại nơi làm việc, đồng thời siết chặt các biện pháp phòng dịch đối với các hoạt động giải trí. Làn sóng dịch thứ tư đang tấn công tổng lực đất nước Đức. Số ca nhiễm theo ngày đang cao hơn bao giờ hết. Không bao giờ là quá muộn để tiêm liều vaccine đầu tiên. Nếu có đủ số người tiêm đầy đủ, đó là cách thoát khỏi đại dịch. Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận định, cho tới nay chỉ có 68% người dân Đức tiêm đầy đủ, thấp hơn mức trung bình của Tây Âu, và chỉ có 5% người dân đã tiêm liều tăng cường. Cùng ngày, bị siết chặt các biện pháp phòng dịch, bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín như nhà hàng và quán cà phê, buộc người lao động làm việc tại nhà khi có số ca mắc mới tăng nhanh trong đợt dịch thứ tư ở nước này. Thưa quý vị, Bỉ đang là một trong những nước có số ca nhiễm trên đầu người cao nhất Liên minh châu Âu, với tỷ lệ là 1 trên 100 người mắc bệnh trong 14 ngày qua, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu. Trong khi đó, Tây Ban Nha đang đề xuất tiêm tăng cường cho người từ 60 tuổi trở lên, mở rộng chương trình tiêm tăng cường trước đó vốn chỉ dành cho những người trên 70 tuổi. Tại Anh, Cơ quan An ninh Y tế khuyến nghị trẻ em từ 12 đến 15 tuổi nên hoãn tiêm vaccine nếu mắc COVID-19 trong vòng ít nhất 12 tuần. Trước đó, trẻ từ 16 đến 17 tuổi cũng được khuyến nghị tương tự với lý do nhằm giảm tỷ lệ gặp phản ứng phụ viêm cơ tim. Ngày hôm nay, Anh ghi nhận thêm 38.263 ca mắc mới và 201 ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ qua. Anh có đăng hơn 9,6 triệu ca bệnh, trong đó có hơn 143.000 ca tử vong vì COVID-19 từ đầu dịch. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết số ca tử vong tại châu Âu đã tăng lên 5% so với tuần trước và châu Âu đang là khu vực duy nhất trên thế giới có số người chết vì COVID tăng.
Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 kéo dài với diễn biến phức tạp đã gây xáo trộn đối với cuộc sống thường nhật của mỗi cá nhân, từng gia đình. Việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và xây dựng cảm xúc tích cực trong đại dịch này là vấn đề hết sức quan trọng cần được ưu tiên. Trước áp lực tâm lý đè nặng do cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội trên diện rộng, việc rèn luyện thể dục thể thao, vận động thể lực, tập thể dục, tăng cường hoạt động có ích để tâm lý vững vàng là cần thiết, bởi vì sức đề kháng của cơ thể tùy thuộc vào trạng thái tinh thần. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống lành mạnh cũng nhằm tăng sức đề kháng cho cơ thể. Mọi người cần duy trì một tinh thần thoải mái, tạo thói quen suy nghĩ tích cực, chuẩn bị một tâm lý thích ứng với COVID-19, thay đổi thói quen sinh hoạt, lắng nghe cảm xúc tích cực của cơ thể, giải tỏa suy nghĩ đau buồn, luyện tập và chăm sóc sức khỏe của bản thân là phương thức thích ứng tốt nhất trong đại dịch này. Không chỉ cho người dân mà lực lượng chức năng ở tuyến đầu, các nhân viên y tế đang gồng mình chống dịch cũng cần được chăm sóc sức khỏe tinh thần, được nghỉ ngơi đầy đủ, tạo ra và thấy niềm vui trong công việc. Triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên diện rộng là giải pháp có ý nghĩa sống còn trong việc giảm đáng kể các ca bệnh, hạn chế tử vong, giúp ngăn chặn và kiểm soát đại dịch sớm hơn. Cùng với sự thay đổi thói quen, hành vi, các hoạt động đi lại và những công việc đòi hỏi tương tác, giao tiếp trực tiếp cần được hạn chế và thay thế bằng công nghệ trực tuyến cũng như là hạ tầng kỹ thuật số. Cần tăng cường kết nối với người thân, bạn bè để giữ vững tinh thần lạc quan, chia sẻ cảm xúc cùng vượt qua khó khăn, giảm căng thẳng, lo lắng, ưu phiền và tạo tâm lý an toàn. Truyền thông xã hội cần được sử dụng như một phương tiện hỗ trợ sức khỏe tinh thần trong đại dịch. Chung sống với COVID-19 có nghĩa là phải chuẩn bị và chủ động thích ứng với dịch bệnh khi virus không biến khỏi đời sống xã hội. Người dân rất cần những thông tin đầy đủ, hữu ích, kịp thời để cùng nhau kiểm soát dịch, điều trị thành công các ca bệnh nặng. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cần xây dựng kịp thời các trang web và các đường dây nóng để hỗ trợ miễn phí tư vấn, hỗ trợ giảm bớt nỗi lo của người dân, đồng thời lên án và xử lý nghiêm những tin tiêu cực, xấu độc gây hoang mang trên xã hội. Các thông tin sai lệch, giả mạo có tác động tiêu cực đến tư tưởng và tâm lý xã hội cần được kịp thời phát hiện và loại bỏ. Mỗi cá nhân cần đề cao ý thức và trách nhiệm công dân, tin tưởng vào các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch. Các yếu tố tích cực, những mô hình, sáng kiến chung tay phòng chống dịch của cộng đồng cần được khích lệ, tôn vinh và lan tỏa. Người dân cần được tiếp cận dễ dàng với các trung tâm tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ sức khỏe tinh thần, nên nhìn hẳn một chương trình truyền hình thường xuyên hướng dẫn cách phòng chống điều trị COVID-19 tại nhà, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, thay cho các nội dung quảng cáo thương mại hóa tràn lan và xuất hiện liên tục. Nếu không có sự chỉ đạo thống nhất từ trên thì tình trạng thiếu thông tin chính thống và sự hỗ trợ hiệu quả công tác phòng chống dịch sẽ vẫn diễn ra và ảnh hưởng sâu đến sức khỏe tinh thần trong xã hội. Đặt sức khỏe và tính mạng của con người lên trên hết là cách tiếp cận nhân văn và xuyên suốt trong nỗ lực phòng chống dịch bệnh ở Việt Nam. Bên cạnh đó, chăm sóc sức khỏe tinh thần, nhất là khi phải chung sống với đại dịch là rất cần thiết, cùng với những nỗ lực điều trị, cứu chữa người bệnh, giảm số ca tử vong do COVID. Song song với việc thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội, cần duy trì sức khỏe tinh thần lành mạnh để tạo tâm lý tích cực vượt qua thách thức. Thưa quý vị và các bạn, bản tin thời sự hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Những thông tin mới nhất chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị vào bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.